Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Những trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội. Khi quân đội có nhu cầu, những sĩ quan đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 12 năm 2024, có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là quy định về những trường hợp được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, luật quy định tuổi nghỉ hưu với sĩ quan theo bậc quân hàm tăng 1 đến 5 tuổi so với trước đây. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của cấp úy là 50 tuổi, với thiếu tá là 52, trung tá là 54, thượng tá 56, đại tá 58 và cấp tướng là 60 tuổi. Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi trao đổi với truyền hình Quốc hội đã thông tin về những đối tượng được xem xét kéo dài tuổi nghỉ hưu. Cụ thể là sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, dược sĩ chuyên khoa 2, tổng công chính sư, nhà khoa học đầu ngành, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân đang làm việc đúng chuyên ngành ở các nhà trường, cơ sở nghiên cứu, bệnh viện, đoàn nghệ thuật. Các sĩ quan là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên, sĩ quan đào tạo chuyên ngành hẹp, chuyên sâu, công phu, đặc thù đang làm đúng việc chuyên ngành ở các nhà trường, cơ sở nghiên cứu, bệnh viện, đoàn nghệ thuật, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng, sĩ quan có trình độ đại học trở lên, đơn vị điệp báo chiến lược, đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo chưa có người thay. Ngoài ra, còn có phi công quân sự, sĩ quan đang làm nhiệm vụ chiến đấu hoặc nhiệm vụ đặc biệt và một số sĩ quan khác theo quy định của Bộ Quốc phòng. Ba tướng quân đội nói về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan. Trước đó vào chiều 28 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho hay, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ mới được hưởng mức lương hưu tối đa bằng 75%. Nếu sĩ quan quân đội đóng bảo hiểm xã hội quá số năm trên thì hưởng theo quy định chung. Thông tin thêm về đề xuất nâng hạng tuổi nghỉ hưu với cấp úy tăng từ 46 lên 50 tuổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nếu tính từ khi nhập ngũ 18 tuổi đến khi nghỉ hưu 50 tuổi, những người này có 32 năm công tác trong quân ngũ. Nếu nghỉ hưu, họ sẽ nhận mức lương hưu thấp hơn quy định 2%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, sĩ quan nghỉ hưu mang hàm cấp úy hầu như không có, trừ trường hợp vạn bất khả dĩ. Thường sau khi nhập ngũ, công tác từ 10 đến 13 năm, họ sẽ được nâng hàm đại úy, còn nhập ngũ đến 32 năm mà chưa lên đến hàm đại úy thì buộc phải có chính sách khác. Về đề xuất nâng hạng tuổi nghỉ hưu với cấp thiếu tá từ 48 lên 52 tuổi, Bộ trưởng cho biết, với cách tính như trên, những người này có 34 năm công tác trong quân ngũ, nghỉ 1 năm trở công tác thì đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Đại đội trưởng, chính trị viên, đại đội là hàm thiếu tá. Phát biểu tại tổ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc tăng tuổi của sĩ quan cấp úy, cấp tá nhằm tiệm cận với quy định tại Bộ Luật Lao động, nhưng vẫn tính tới yếu tố quân đội là ngành lao động đặc biệt, đặc thù. Vì vậy, việc tăng này, theo ông, nhằm thu hút nhân tài và giảm áp lực đào tạo, tích lũy thời gian, kinh nghiệm công tác của sĩ quan, nhưng cũng chỉ ở mức độ nhất định. Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, do đặc thù, quân đội phát triển theo hình tháp, dưới cùng là cấp trung đội, việc tăng tuổi lên sẽ dẫn đến hiện tượng phình ở giữa. Nếu tăng quá tuổi lên nữa sẽ làm tắc nghẽn, tức là ở giữa phình to thì người ở dưới không phát triển lên được. Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm nên cơ quan soạn thảo phải hết sức tránh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói và cho hay, bộ này đã đưa máy móc, công nghệ để tính toán, phân tích dữ liệu, làm sao đưa ra độ tuổi tăng lên phù hợp nhất mà không làm tắc nghẽn, ảnh hưởng đến cơ cấu quân đội. Cạnh đó, theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, do đặc thù sức khỏe như cán bộ tiểu đoàn đi theo bộ đội từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, cùng bộ đội sinh hoạt thì phải đủ sức khỏe. Giờ 50 tuổi mà hành quân theo bộ đội một ngày 30 km thì không chịu được, theo ông Cương. Chi tiết thăng quân hàm,
nâng lương sĩ quan trước thời hạn. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quy định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan trước thời hạn. Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Điều 18 của luật quy định rõ thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan trước thời hạn. Sĩ quan được xét thăng quân hàm trước thời hạn trong trường hợp chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong các công tác được khen thưởng. Trường hợp khác là hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh mà sĩ quan đang đảm nhiệm từ 2 bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý. Sĩ quan được xét nâng lương trước thời hạn nếu trong trường hợp chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác được khen thưởng. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp tướng trước thời hạn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan trước thời hạn theo quy định. Luật cũng quy định khi thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và được hưởng quyền lợi như sĩ quan đang công tác trong quân đội, được cơ quan tổ chức nơi đến biệt phái bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt, khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được xem xét bố trí chức vụ phù hợp. Trường hợp bố trí chức vụ thấp hơn chức vụ biệt phái, được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái. Sĩ quan do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. Sĩ quan tại ngũ được đảm bảo chăm sóc sức khỏe khi bị thương, ốm đau, thai sản, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe khác theo quy định của pháp luật. Cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp, cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học phổ thông của sĩ quan tại ngũ, không có chế độ bảo hiểm thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Hết tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định của luật này, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu. Đồng thời, được hưởng chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần theo quy định của chính phủ. Với những nội dung của luật đã được Quốc hội thông qua, đại biểu Hồ Thị Minh, đoàn Quảng Trị cho rằng đây là nguồn động viên rất lớn cho đội ngũ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Luật đã có sự điều chỉnh về nhiều chế độ, chính sách theo hướng đảm bảo tốt hơn cho sĩ quan, như nâng thời gian phục vụ tại ngũ một cách hợp lý để sĩ quan có điều kiện được hưởng mức lương tối đa 75% theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động. Theo đại biểu, vừa rồi chúng ta đã có điều chỉnh chính sách trong lực lượng công an nhân dân, nên việc điều chỉnh chính sách trong lực lượng quân đội nhân dân trong thời điểm này là hợp lý. Với sự quan tâm của Quốc hội, với cả hai lực lượng như vậy, tôi tin rằng các sĩ quan đang phục vụ trong quân đội đều rất vui mừng đón nhận những chính sách mới mà Quốc hội vừa thông qua, đại biểu chia sẻ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!